Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Karma Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người làm thêm nhiệm vụ mới từ cái chiến dịch là Mighty Ops Band Rally đến từ là ZK Bright nha. Thì hiện tại ZK Bright thì nó đã ra một cái nhiệm vụ mới, đó là Bandera Mantle Network. Thì trong cái nhiệm vụ này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đó là min một NFT ở trên là mạng lưới BNB hoặc là mạng lưới Matic. Sau đó thì chúng ta sẽ bride cái NFT đó sang mạng lưới là Mantle Network nha. Thì sau đó thì chúng ta đợi nó duyệt rồi chúng ta claim điểm boy về thôi. Đó. Ok, thì về những cái nhiệm vụ trước đây thì chúng ta cũng đã làm hết rồi. Thì hiện tại đang có nhiệm vụ mới. Các bạn nào chưa làm nhiệm vụ mới thì bây giờ làm theo hướng dẫn của mình. Ok, thì đầu tiên thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, đó là cái trang của ZK Bright, Polyhedron Network. Thì sau đó các bạn muốn min NFT nào? Các bạn muốn min NFT ở mạng lưới Polygon hoặc là mạng lưới BNB. Thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới đó nha. Ok, thì ở đây mình sẽ sử dụng mạng lưới Matic đi, mạng lưới Polygon Matic đi. Đấy, thì trên với MetaMask của mình sẽ chuyển đổi sang mạng lưới Polygon Matic. Thì sau đó thì các bạn vào cái trang web này, các bạn connect với thôi nha. Các bạn nhấn nút là connect wallet rồi các bạn connect lại cái ví MetaMask của các bạn thôi. Thì sau đó nó yêu cầu các bạn xin ký, thì các bạn xin ký trên ví nha. Đấy, thì ở trong cái giao diện đó là loyalty này thì các bạn kéo xuống bên dưới. Ở cái phần đó là ZK Bright Gallery này thì các bạn nhấn vào cái mục đó là mục là Banda nha. Thì ở đây các bạn nào làm trước đó thì cũng đã biết hết rồi. Đấy, các bạn nhấn vào cái mục nó mục Banda. Bandra này. Thì trong mục Bandra này nó sẽ có bốn mạng lưới nha. Nó sẽ có bốn mạng lưới thì ở đây các bạn muốn min ở cái mạng lưới nào tiếp tục thì các bạn min thôi. Còn trước đó bạn nào thì đối với những cái mạng lưới thì nó mỗi ví nó chỉ giới hạn đó là min 6 NFT nha. Đấy, mỗi ví nó chỉ giới hạn là min 6 NFT cho một mạng lưới thôi nha. Đấy. Thì đối với trước đó bạn nào mà đã min 6 NFT rồi á thì bây giờ các bạn không cần min lại đâu, là các bạn không thể min được nữa nha. Còn mà nào trước đó đã min một NFT á, chỉ một NFT thôi á mà đã bride rồi á thì bây giờ các bạn cần phải min lại nha. Thì ở đây các bạn có thể là lựa chọn là một trong hai mạng lưới đó là BNB hoặc là mạng lưới Polygon nha. Dưới đây nó sẽ có cái mạng lưới này để các bạn chọn cái logo này nha. Thứ nhất là mạng lưới BNB logo, mạng lưới của BNB, BNB chain này. Đấy. Thứ hai đó là Polygon nha. Đấy, thì ở đây mình sẽ các bạn nào muốn min thì có thể là chọn là min. Thì ở đây mình đã min mask 6 rồi. Cho nên là mình không thể min được nữa nha. Đây này, mình đã min mask 6 rồi, limit rồi. Thì còn bạn nào mà chưa min thì có thể là chọn mạng lưới Polygon rồi các bạn nhấn nút claim. Sau đó thì các bạn xác thực giao dịch trả phí ở trên ví thôi. Thì về phần claim thì phí nó khá là rẻ nha. Đấy. Thì sau khi các bạn min xong, claim xong á thì các bạn đối với bạn nào mà đã có sẵn rồi á thì và các bạn claim xong á, các bạn có thể là vào các bạn chọn vào phần avatar ở phía góc trên bên tay phải của các bạn này. Rồi các bạn chọn vào phần My NFT. Đấy. Thì trong đây thì nó sẽ hiện ra, nó sẽ có những cái NFT mà các bạn đã min về ví của các bạn nha. Các bạn lưu ý nha. Thì ở trong đây thì các bạn tìm cho mình cái NFT đó là của Polygon hoặc là bạn nào sử dụng BNB thì lựa chọn BNB nha. Về đối với Polygon thì Polygon đây này, đó là cái tên đó là Bandera Pixel Brawler nha. Đó, nó có logo của Polygon Matic này. Đấy, là hình con gấu trúc là đeo cái tai nghe nha. Đấy, với lại là cái áo phông đó là hình logo như thế này. Đó là các bạn đã claim ở bên mạng lưới Polygon nha. Còn những cái logo ở trên đây là những cái logo là các bạn đã bride rồi nha. Đấy. Đã bride từ mạng lưới khác sang mạng lưới Polygon á, thì nó sẽ có cái hình như thế này nha. Còn để bride, còn để làm nhiệm vụ này á thì các bạn phải xem cái hình là các bạn chọn cho mình cái mục đó là một cái tên đó là Bandera Pixel Brawler này nha, có logo hình áo phông và con gấu trúc đeo tai nghe như thế này. Còn đối với là mạng lưới BNB
Còn đối với mạng lưới BNB thì các bạn cần phải chọn những cái này. Và nào muốn Prime BNB thì các bạn cần phải chọn đó là cái hình con gấu trúc nó sẽ như thế này. À, nó chỉ có một cái thôi các bạn nha. Thì cái con gấu trúc của bên mạng lưới BNB thì nó có tên nó là Bandora Koji Conwenros này, như thế này, nó có logo BNB này nha. Đây con gấu trúc nó sẽ như thế này này, đó. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đó là mình Bright từ mạng lưới Polygon thì mình sẽ chọn vào con Polygon này. Đây các bạn nhấn vào. Các bạn nhấn vào thì các bạn sẽ thấy được cái con trách của cái NFT đó trên mạng lưới Polygon với lại là Token ID. Thì sau đó thì các bạn chọn vào cho mình. Các bạn nhớ giữ con trách này nha. Đấy các bạn nhớ lưu lại cái con trách với lại là Token ID này. Thì sau đó các bạn chọn qua cái mục đó là mục là ZK NFT này. Đấy thì ở đây thì chúng ta sẽ nhập lại thôi, chúng ta sẽ nhập lại cái con trách của NFT đó để chúng ta Bright thôi. Đấy. Đây thì đây là Bright được sử dụng công nghệ của Layer Zero nha. Đấy cho nên là các bạn chỉ cần Bright một lần thôi là xong. Đấy thì ở phần transfer, ở mục là ZKNFT, ở mục transfer này thì đầu tiên ở mainnet nha. Thì đầu tiên là select a network thì gửi từ mạng lưới nào? Thì ở đây mình sẽ gửi từ mạng lưới là Polygon cho nên là mình sẽ chọn là Polygon này. Đấy, sau đó thì contract address có nghĩa là contract của cái NFT mà các bạn chuyển ấy, thì các bạn dán cái contract lại nha. Copy lại contract này. Dán vào đây. Sau đó là token ID thì các bạn copy lại cái token ID của cái NFT đó thôi, NFT của các bạn thôi. Sau đó các bạn dán vào đây. Đó. Sau đó thì các bạn nhấn nút phần là im confirm inbox. Đấy thì nó sẽ hiện ra cái NFT đang có trên ví của bạn trên đây. Đấy từ trên mạng lưới Polygon. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút next. Và bước thứ hai đó là select recent ở blockchain. Thì đối với cái nhiệm vụ này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là chuyển sang cái mạng lưới đó là Mantle Network. Thì ở đây thì các bạn chọn cho mình đó là mạng lưới nha. Select blockchain này, này. Các bạn nhấn vào select network này. Rồi các bạn chọn cho mình cái mạng lưới là Mantle nha. Đấy. Thì đây là cái địa chỉ ví của các bạn thôi. Đó, sau đó các bạn nhấn nút next. Tiếp theo là bước 3 đó là transfer. Thì ở bước transfer này nó sẽ có hai bước, đó là approve và lại là transfer. Approve có nghĩa là chúng ta là mở khóa contract của cái NFT đó, thì các bạn nhấn nút là approve này. Thì sau đó các bạn xác thực giao dịch ở trên ví thôi. Đấy các bạn xác thực trả một ít ít phí Matic nha, khoảng là 0,0043 Matic thôi. Xác nhận này. Đó, thì sau khi upload trên mạng lưới đã xác nhận xong thì các bạn nhấn nút là transfer. Thì phí transfer trên mạng lưới Matic thì đâu đó khoảng là một Matic nha. Khoảng là 1,3 Matic nha, kèm phí luôn nha. 1,3 Matic đó. Đấy. Thì sau đó thì các bạn xác nhận thôi. Gần khoảng là 1 đô nha. Trên Matic thì khoảng mỗi là 1 đô. Còn bạn nào mà chọn mạng lưới BNB á, thì phí trên BNB thì đâu đó khoảng là 1,1 đô nha. 1,1 đô BNB. Đấy. Xem nhau thôi. Hai phí nó cũng rẻ, xem nhau thôi các bạn. Đó, xác nhận này, xác nhận transfer trên ví này. Thì sau đó thì các bạn đợi là 128 confirm ở trên mạng lưới Matic nha. Đấy, sau khi các bạn xác nhận xong thì các bạn đợi là 128 confirm là cái giao dịch của các bạn sẽ được thành công thôi. Còn đối với bạn nào mà Bright từ mạng lưới BNB sang sang Mantle á thì confirm đâu đó khoảng là 5 giao dịch thôi. Đấy. Thì các bạn đợi thôi nha. Thì đây thì nó thử sending là tôi Layer Zero thì nó được hỗ trợ công nghệ của Layer Zero cho nên là các bạn không cần phải là chuyển sang mạng lưới Mantle để các bạn cứ làm ở cái bước thứ hai. Thì sau khi ở cái bước là transfer như thế này này thì sau khi nó confirm xong cái bước này này thì là bên mạng lưới Mantle là các bạn sẽ nhận được luôn nha, mà các bạn không cần làm gì ở trên mạng lưới Mantle nữa nha. Đấy thì sau khi các bạn đợi thôi, thì sau khi các bạn đợi xong thì các bạn có thể là chọn qua cái mục đó là mục history này nha. Các bạn nhấn vào cái mục đó là mục history này thì các bạn sẽ thấy được cái lệnh của các bạn này nha. Đấy, cái lệnh của các bạn này từ Polygon sang Mantle này nhé, Layer Zero đấy.
Đấy, đây là lịch sử DLL0. Thì các bạn tham gia vào cái này thì chúng ta cũng có TXT Transaction Hash ở trên layer 0. Theo đó thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội nhận được airdrop đến từ layer 0 cả với lại là Zkbrite này luôn nha. Đó, như vậy là xong thôi. Các bạn đợi 128 khoản phim là xong thôi. Còn đối với anh em nào mà muốn Brite từ mạng lưới BNB thì các bạn ấy thôi nha. Mạng lưới BNB thì các bạn chọn những cái NFT trên BNB á nha, là Bandera Coin này, các bạn nhấn vào. Sau đó thì các bạn copy lại cái contract với lại là cái token ID này. Sau đó các bạn qua một là Zkbrite, các bạn chọn là mạng lưới BNB nha. Rồi dán contract với lại là token ID, rồi các bạn confirm import, sau đó thì các bạn transfer thôi. Là xong nha. Đó. Thì sau đó thì các bạn quay trở lại đây thì ở đối với cái nhiệm vụ này. Đối với cái nhiệm vụ này nó sẽ xét duyệt cho anh em trong vòng là 24 giờ hoặc là đâu đó khoảng là 2 ngày nha, 2 ngày đến từ 24 giờ đến là khoảng là 3 4 ngày gì đó nha. Thì trong cái nhiệm vụ này nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 nha các bạn. Nha, nó sẽ kết thúc với cái nhiệm vụ này này. Cái nhiệm vụ đó là Mantle Network này này, nhiệm vụ mới này nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 nha. Cuối tháng nó mới kết thúc lận, cho nên là anh em từ từ làm thôi. Còn không thì anh em cứ làm đi rồi đợi nó xét duyệt nhiệm vụ thôi. Rồi vào đây chúng ta là claim nha. Khi nào đã xét duyệt xong thì các bạn vào đây các bạn claim thôi. Claim điểm boy về. Còn những cái nhiệm vụ như là follow thì các bạn chỉ cần nhấn vào các bạn follow thôi. Follow Twitter thì các bạn chỉ cần nhấn vào các bạn follow thôi. Hoặc là Reddit này các bạn nhấn vào Reddit thôi. Mantle, Zkbrite, Zkcillian on trên layer 0 này. Đấy. Sau đó thì các bạn quay trở lại đây các bạn query thôi. Nhấn cái nút này, nút save này để nó cập nhật cái nhiệm vụ cho các bạn. Nha. Nó bị lỗi á, cập nhật bị lỗi thì các bạn log lại web thôi thì nó sẽ tự động query cái nhiệm vụ cho các bạn. Ok. Nhiệm vụ này hình như là đang bị lỗi sao á, đợi từ từ nó cập nhật thôi. Còn cái nhiệm vụ là Bright thì các bạn đợi khoảng là vài ngày nó mới cập nhật cho các bạn nha, nó mới duyệt cho các bạn. Đấy, sau đó các bạn vào đây các bạn gọi làm thôi. Ok, thì như vậy là cái video mình update và hướng dẫn mọi người làm cái nhiệm vụ mới đến từ dự án là Zkbrite thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.